Xin giới thiệu với các bạn là chọn bộ một cái bộ phụ tùng xe điện đầy hàng. Chiều rộng thì có thể từ 60 trở lên, đường kính bánh xe là 30 cm. Bánh hơi các bạn có thể thay bằng bánh đặc. Bánh trước dẫn động tự do. Tải trọng của cái bộ trục cầu này thì có thể chịu được tối đa là 1 tấn. Các bạn có thể thay đổi lại cấu hình tùy thích. Đấy, cơ bản một bộ sườn nó cơ bản là như thế này thôi. Bánh trước quay tự do giống như xe đẩy hàng. Động cơ điều khiển tay ga. Bánh sau. Đường kính 30 cm. Bản rộng 11-12 cm. Đấy. Bộ này thì chủ yếu dùng vào mục đích đẩy xe hàng thôi, tốc độ nó chậm như đi bộ hoặc nhanh hơn đi bộ một chút thôi. Các bạn có nhu cầu đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng. Đấy. Chọn bộ nó như này. Cái bánh tải này nó không giống như các bạn bánh các bạn mua ở ngoài thị trường đâu, nó chỉ có cái bi ở đây đó. Cái bánh này nó trang bị cho hẳn hẳn một bộ bi côn bi đũa ở đây này, bi côn. Cho nên là sức tải nó rất là cao chứ không như các bạn mua cái bánh ở ngoài thị trường. Nó sử dụng bi đỡ bình thường cho nên là nó bẹp lắm. Thằng này là bánh lớn, chịu tải hơn 1 tấn cũng không vấn đề gì cả. Đấy, có cả rốn tra đây này, rốn tra mỡ thứ này đầy đủ này. Đấy, ốc này, bi côn ở trên này đấy, nó rất là khỏe luôn, chắc chắn. Bộ trục cầu xe điện này thì tốc độ chậm, chiều rộng thì tùy ý. Đây, bánh xe 4 ốc này, có xăm lốp này. Đấy, chi tiết là như vậy, động cơ thì tùy theo từ 500 cho đến 1.500 W đều có.